Cả nhà thân mến, thì hôm nay là rất là vui được gặp tất cả các anh chị ở đây. Thì hiện tại đang áp áo đang ở Bảo Lâm của Cao Bằng. Thì những hình ảnh của cả nhà đang ngồi ở trong không gian ngày hôm nay chỉ có một người chị của áp áo ở Bảo Lâm là một người chị cũng mới quen thôi, và một cô gái rất là xinh đẹp ở phía bên phải tay phải của áp áo đây. Đây là em tên là Hạnh, mà hiện tại là áp áo đã và đang và phát triển du lịch ở xã Đức Hạnh, xóm Dình Phà, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Mà hôm nay là gặp một cô gái tên là Hạnh, áp áo rất là hạnh phúc khi mà được gặp một người con gái đúng tên với nơi miền đất, vùng đất mà mình đang cố gắng giúp đồng bào, giúp những người dân ở đó phát triển du lịch. Thì không biết là Hạnh có cảm xúc gì chung với áp áo không nhỉ? Mà tự nhiên là mình đang ở Đức Hạnh này mà gặp một cô gái Hạnh này thì thực sự rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà gọi là gặp người thật, việc thật, còn được sờ thấy, còn được cầm tay, bắt tay. Hạnh là lại cùng tuổi với áp áo, là Mậu Thìn. Tuy rằng thì hai người thì lần đầu tiên 35 năm mới được gặp nhau. Nhưng mà 35 mới được gặp nhau, nhưng mà không cùng tháng, cùng ngày, cùng năm. Nhưng mà chắc chắn là cùng cuối năm. Áp áo tháng 12, 25 tháng 12, 1988. Hạnh là bao nhiêu? Cuối tháng 12 ạ. Cuối tháng 12, ngày bao nhiêu? Mẹ em bảo 24 ạ. Ôi dồi ôi, 24 tháng 12. Ôi trên dòng rồi cả nhà. Thật à? Vâng. Thật à? Vào đầu của 89 ạ. Vào đầu 89? Vâng, Dương thì là... Đúng rồi. Áp áo 25, nếu có cần xem chứng minh của áp áo không? Nếu... Thôi không đi sâu ạ. Thế thôi cả nhà, không nên lộ quá. Đấy, thôi thì... được gặp anh ở trên mảnh đất Bảo Lâm. Rồi. Hải Hồng ơi, Hải Hồng mình ơi đi. Anh phát triển du lịch Bảo Lâm nữa rất là quý ạ. Áp áo rất là mong muốn là hôm nay là rất là duyên nhé, được ngồi với một người con gái tên là Hạnh. Rồi bây giờ áp áo xin phép được gửi cả nhà ca khúc về Nam Định. Còn về phần của chị thì sẽ tí tâm sự sau, bởi vì là mỗi người sẽ có một bài hát. Thì bây giờ là đặc biệt là sẽ tặng chủ nhà rồi, là một người đối diện với áp áo đang ngồi kia. Caramel có thể chiếu sang đây một cái ảnh đấy. Từ đây là diễn viên chính của ngày hôm nay, áp áo đang chém gió. Hai chị ngồi bên là gọi là xe với pháo thôi, còn đây là tướng đấy, gọi là tướng. Anh ấy miền quê Nam Định là nơi mà áp áo gửi gắm, nơi mà áp áo yêu một cô gái quê gốc Nam Định, đó là vợ của áp áo bây giờ. Và bây giờ em xin phép được gửi tới anh cũng như cả nhà ca khúc Nam Định nơi con tìm về. Nghìn dặm đường con về thăm quê hương Nam Định, quê tôi miền quê Thanh Bình. Theo câu chuyện kể tình trạng năm xưa. Ôi trời, chị nghiêng nghiêng mạnh quá, chị sang hẳn đây đi, không có ngã bây giờ. Chị hẳn ngồi vào đây. Chị đang phiêu. Không, ngồi hẳn vào đây. Từ ngồi đây đua được chưa? Không có rơi nhá. Em dịch vào anh một tí để cho tình cảm. Không. Đang cao trào. Từ như thế mới. Đấy. Có ba người trong khung hình luôn thì đỡ. Nghìn dặm đường con về thăm quê hương Nam Định, quê tôi miền quê Thanh Bình. Theo câu chuyện kể tình cha năm xưa, ơi quê nhà Nam Định yêu thương. Ngày trở về bao niềm vui mênh mang, Nam Định quê tôi địa linh nhân kiệt. Ôm những hiện tại rằng rãnh non sông, ơi quê nhà Nam Định yêu thương. Hải Lộc ơi, Hải Hậu ơi, Nam Định ơi, một miền quê yên bình, một miền quê ân tình. Nay con về hồi ngô anh em, nay con về nhận mẹ tình cha. Ngày xưa cha đi bộ đội,
mẹ ở nhà vất vả nuôi con, lời ru bao la của mẹ, cha đi chiến trận sẽ về thăm quê. Thời gian qua nửa đời người, bao tháng bao ngày mẹ chờ con mong. Giờ đây con lớn lên người, con tìm về cội nguồn quê hương. Hải Lộc ơi, Hải Hậu ơi, Nam Định ơi, Hải Lộc ơi, Hải Hậu ơi, Nam Định quê mẹ ơi. Đó, một người anh của A Páo quê ở Nam Định mà không dám vào hình luôn, chỉ ngồi ở xa xa phía bên kia thôi. Đấy, nhìn xa xăm. Vâng, cả nhà anh đấy là fan hâm mộ cứng của A Páo, và hiện tại thì A Páo chưa có ai ra khỏi khung hình cả. Và anh có muốn nhập với khung hình ở trong này không? Hay là anh chỉ ngồi đó thôi? Uống với A Páo cái nào chưa? Ơ, từ. Không, không được. Và bây giờ thực ra như này, thời gian của A Páo cũng không dài mà cũng không ngắn. Thì với mức độ là tình cảm bạn bè, tình cảm chị em, thì A Páo, chị quê gốc ở đâu? Chị quê gốc Bảo Lâm. Bảo Lâm, em quê gốc em ở đâu? Em Bảo Lâm, Bảo Lâm. À, thế tất cả hai chị em đều Bảo Lâm. À, ai cũng xinh đẹp, ai cũng có duyên, có người có đức, bên này có hạnh. A Páo đang có ở đây là cái tâm. A Páo là tâm ở giữa, phía bên này là Hạnh này, bên này là Tâm này. Chị ấy Tâm là rất muốn gặp A Páo. Bạn này Hạnh này rất hạnh phúc khi mà được gia đình hạnh phúc mà đủ đức đủ tài, hôm nay được gặp tất cả mọi người đây. Và A Páo đây là Tâm giữa hai người, là hai fan hâm mộ. Thì hôm nay là A Páo chắc hẳn là sẽ tặng hai mỗi người một bài để tặng cả nhà đi. Và đặc biệt A Páo sẽ tặng cô gái phía bên phải trước, bởi vì là cánh tay phải của Đảng, cánh tay phải đắc lực, cánh tay phải là chỉ dẫn cho những các em nhỏ hay như những thanh niên rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà tư tưởng là phải đi đúng đường. Và bây giờ A Páo sẽ gửi tới cô gái một ca khúc được mang tên Em Là Cô Gái Anh Thương. Cả nhà đang nói chuyện chính trị chuyện sang tình yêu luôn. Bởi vì là đang chính trị cứng quá chuyển sang tình yêu để mình gần nhau, thương nhau hơn, mềm hơn một tí. Em là cô gái sống lắm, biết yêu anh, biết thương, biết giận. Nhớ thương nhau có hát em chưa, sông Lam xanh mãi câu hò bên sông. Em là cô gái sông Lam, biết yêu anh, biết thương, biết giận. Nhớ thương nhau cô hát em chờ, sông Lam xanh mãi câu hò bên sông. Đường về rẽ lối em qua, chè xanh mẹ nấu thơm ngon cả làng. Ai ơi bưng bát cơm đây, nhớ khi tối lửa tắt đèn có nhau. Đăng nghiêng đỉnh núi Hồng Lam, ngân nga câu hát hạnh giờ thương ai. Hỏi em bao tuổi rồi em, mà bao chưa vừa. Hạnh còn thanh xuân ơi người, khi đục khi trong sông sâu tìm về với biển. Trăng nghiêng soi bóng anh về, thương em anh hát câu hò hò bên sông. Trăng nghiêng soi bóng anh về, thương em anh hát. Em là
cô gái anh yêu. Tưởng em anh hát, em là cô gái anh thương. Anh ơi, rất là xúc động, nhưng mà anh ngồi bên cạnh em, anh cũng rất là xúc động khi mà được nhìn thấy hình ảnh của em, rất là một cô gái rất là mộc mạc xinh đẹp ở Cao Bằng. Nhưng cho anh hỏi một chút nhỏ nhắn xinh xắn là cho anh hỏi, em đã có người thương chưa? Em cảm ơn anh là em chưa ạ. Nếu mà em chưa có người thương thì anh thương luôn. Dạ vâng em. Nếu mà em chưa có người yêu là anh yêu luôn. Rất sẵn lòng anh ạ. Ôi rồi, rất sẵn lòng nữa cả nhà ơi. Dạ ơi. Cả nhà, cô anh gái ơi, chưa có người thương, chưa có người yêu. Anh Bảo ơi, em có lời này. Tối nay rất mong là anh có một sáng tác về Bảo Lâm của em. Tối nay luôn. Tối nay luôn ạ. Ôi, tối nay luôn, không phải tối nay mà bây giờ luôn này. Mời ai về Bảo Lâm quê em? Có dòng sông uốn lượn quanh đồi. Mời ai về Bảo Lâm xa xưa? Bảo Lâm ơi, bát ngát lưng trời. Đức Hạnh ơi, một lần gặp nhau vạn lần để nhớ. Bảo thương về Đức Hạnh quê em, miền quê xa xôi, miền quê Thanh Bình, nơi ấy có người Đức Hạnh anh thương. Đức Hạnh ơi, một lần gặp nhau vạn lần để nhớ. Bảo thương về cô gái Hạnh quê em, miền quê yêu thương, miền quê Thanh Bình, nơi ấy có người Đức Hạnh tôi yêu. Nơi ấy có người Đức Hạnh tôi yêu. Nơi ấy có người Đức Hạnh quê. Miền quê Đức Hạnh, nơi biên cương, nơi biên thủy của Tổ quốc, giáp ranh với Hà Giang, mảnh đất nơi địa đầu, nơi có dòng sông hiền hòa chảy mãi, dòng sông Nho Quế chứa đựng những di sản phi vật thể, cái thờ cao, miền đất huyền thoại, nơi mà tiên tổ, nơi mà núi biên hải biên thủy. Về đây hồn thiêng sông núi, ngàn xưa miền đất huyền thoại, hùng anh địa linh nhân kiệt, rạng danh vùng đất biên thủy. Đường lên Việt Bắc Cao Bằng mênh mông, đèo dốc treo leo mã phục khâu liêu, chờ phiên trong mây non cao trùng điệp, lời lườn giao duyên nàng ơi ngọt ngào. Đường về Đông Khê có in bóng bằng phục qua khi sâm thời cha ông giữ nước, nhà Mạc khi danh là Lữ Oai Hùng, giảng danh non sông miền đê toại hùng. Đường về Lam Sơn còn in bóng bắp phục hoa khi sâm thời cha ông giữ nước, nhà Mạc khi danh là Lữ Oai Hùng, giảng danh non sông miền đê toại hùng. Đường
về Bảo Lâm còn in bóng bác Phúc Hoa kia sâm thời cha ông giữ nước. Nhà mà khi danh là lứa ai hùng, giảng danh non sông miền đất quê mình. Những lần trên ngân hoa giữa núi non điệp trung, tiếng đàn then vang lên ngọt ngào, lúa sen lên suối lên lên núi mạc, điệp non sao la lai vui xuống hội lồng tông. Ơi trời ơi phong sương bật lăn giữa non cao núi biếc, phía bóc phía đen ngọt ngào tình quê hương, mời ai về thăm Bảo Lâm quê mình, mời ai về thăm Bảo Lâm quê mình, mời ai về thăm non nước Cao Bằng. Hát này cứ tôi mới leo quạt kéo kín tôm lần nàng kín bỏ phải xuống cò lèo cò lèo. Hát này cứ tôi mới leo quạt kéo kín tôm lần nàng kín bỏ phải xuống cò lèo cò lèo. Bì non ơi cầm ca cầm sướng điếp trăng sắm nửa cằn chứ nèm bây thân mọi tí có bầu à luôn. Pì non ơi mà đuôi pì tặng luôn tầng khoáng na cầu văn xuân non phải con có phải à lăng. Tính là tính là non tê lệ tàn xin kỷ niên nó lệ vàng non ra và lại bầu kín lệ na quay lại ca kín xây nàng à và lại bầu kín lệ na quay lại ca kín xây mặc vào quần mai xây luôn nó lệ kín kín mắng chứ cần na trái trường chấm nàng à bỏ tình à bế hận đấy kín na đa vũ đa hà ra hà nam lệ đa tính là non tê lệ tàng xin kỷ niên nó lệ bằng ngọn ra và lại bầu kỷ lệ na quay lại ca kín xây nàng à và lại bầu kỷ lệ na quay lại ca kín xây mặc cuộc quần mai xây luôn na lệ kín kín mắc chứ cần a trái trường chấm nàng à. Hát này cứ tôi mới leo quạt kéo kín tôi mới lần nàng kín bỏ phép xuống cò leo cò leo. Hát này cứ tôi mới leo quạt kéo kín tôi mới lần nàng kín bỏ phép xuống cò leo cò leo. Hát này cứ tôi mới leo quạt kéo kín tôi mới lần nàng kín bỏ phép xuống cò leo cò leo. Hát này cứ tôi mới leo quạt kéo kín tôi mới lần nàng kín bỏ phép xuống cò leo cò leo. Nàng nàng á lơi mi xin mà vã pi ơi nàng á non thà căn cây hàng chiêng tênh lè kéo ơi nàng á nàng ơi cán bộ ơi quay bên này chính bên này đời nàng nàng có hay bao tháng bao ngày tiếng ca nàng à nàng ơi hành ơi mùa xuân mà bi nay tình lẻ kéo ơi nàng à nàng ơi đời nàng nàng có hay bao tháng bao ngày tiết qua rồi à nàng ơi mùa xuân mà bi nay tình lẻ kéo ơi nàng à à nó hẹn ai mấy đời đời mười chờ sao không thấy ai
Hạnh ơi, Hạnh ơi, từ đời Hạnh, Hạnh có hay bao tháng bao ngày tiếng ta rồi à. Hạnh ơi, mùa xuân mà vì nay tình lẻ kéo ơi nàng à, nàng ơi. Cả nhà ơi, cả khúc đợi nàng mà không cần đợi nữa, nàng đang ngồi ở đây rồi và không đổ nữa mà nó từ đồ rồi. Nếu mà Hạnh mà không đổ thì anh từ đồ luôn rồi. Cả nhà, cả nhà thân mến, Hạnh bảo là chưa có người thương thì A Pao thương luôn. À, chưa có người yêu A Pao yêu luôn. À, mà chưa từ đồ A Pao đổ luôn. À, có, thế, em có thương hay không, em có thương anh không không quan trọng, quan trọng là anh thương em được rồi. À, cả nhà nhá, yên tâm nhá, cô gái sẵn lòng là đổ luôn đấy, đây một sai. Hai cả nhà thân mến, A Pao xin phép được khép lại video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Đây là em Hạnh, em Hạnh ở một bản làng rất là xa xôi mà không ai biết đến, một cô gái rất là ngây thơ mộng mơ và cũng là lần 35 năm rồi A Pao mới được gặp cô gái, mà cô gái hiện tại chưa có người thương, chưa có người yêu, vẫn là cô gái ngây thơ. Nếu cho dù A Pao thương cô gái, không biết cô gái có thương A Pao không, nhưng nếu mà ai muốn gặp gỡ cô gái, hẹn hò với cô gái thì hãy alo theo số điện thoại 0944444444. A Pao sẽ chia sẻ với cả nhà. Đấy. Đấy, hiện tại em chưa có người thương thì anh đang chống ế cho em thời điểm này. Đấy, khi nào mà em mà hết ế rồi thì anh sẽ nhường lại cho những chàng trai khác, được không? Ô, không sợ, sợ em không yêu anh nữa, anh phải hỏi trước đi, không có em sợ em anh không. Anh đang bảo anh thương em mà. À, anh lại nhường cho chàng trai khác. À, thế thì có thương được lâu dài không? Rất sẵn lòng anh ạ. Ôi rồi, cả nhà cô gái bảo rất sẵn lòng, yêu hết đời luôn. Dạ vâng. Ôi giàng ơi, thế thì không phải alo thôi cả nhà ơi. Thôi. Dạ. Không phải alo đâu, A Pao thương rồi, thương luôn rồi. Rồi. Có bao giờ anh viết được vần thơ, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô, dòng sông lo cao thêm mệt tê, chạy về dòng lắm ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Đức Hạnh quê ta. Hoành Sơn yên ngon vượt qua ngàn bão tố, Đức Hạnh ơi một cô gái ít đẹp. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Đức Hạnh quê ta. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Đức Hạnh xa xôi. Anh đưa em về đất mẹ quê ta, ta đưa nhau về Đức Hạnh xa xôi. Cả nhà đưa xa thì mới đưa về chứ gần đưa làm gì em nhỉ? Đúng không Hạnh ơi? À, cả nhà ơi, ở đất của A Pao là đất Đức Hạnh, cho nên là A Pao phải hát để ghép vào Đức Hạnh thôi thì không sao cả nhà. Thế đường nào thì Hạnh cũng thương anh rồi, thì em thương anh rồi rằng anh em không nói, anh thương em rồi Đức Hạnh mình ơi, mà ta thương nhau rồi Đức Hạnh mình ơi. Rồi, ca khúc để kết nối chương trình ngày hôm nay là ca khúc Đức Hạnh rồi nhưng phải có duyên. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò, chuyến đò chiều đưa em sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em,
Nhà em bên lữ, anh nhớ bên buồn. Câu đời câu chờ, đôi ta thương nhau. Trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Củ sắn, củ khoai, mồ hôi chát mặt. Thương được hạnh rồi, nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi. Rằng anh không về, năm tháng đời chờ mong. Rằng anh nọ về, đức hạnh quê em. Ơi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy chồng, bỏ mặc bên đò xưa. Quên câu thương câu chờ, lờ hẹn trời ơi. Mùi hồng ơi, trách chi đức hạnh duyên tình. Người ơi thương nhớ nên anh đi tìm đức hạnh xa xôi. Người ơi thương nhớ nên anh đi tìm. À, Bảo đang đi tìm mảnh đất mới, đi tìm miền đất ở nơi biên thùy nơi mi. Tổ quốc đức hạnh quê tôi. Rồi cả nhà ơi, ca khúc A Pao ghép một chút thôi để gọi là để động viên tinh thần của các chị em ở Đức Hạnh. Và một lần nữa A Pao cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh Lương rất là nhiều, cảm ơn anh Hùng và tất cả các anh em đã có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay. Tuy rằng mọi người không có mặt ở đây, mọi người cũng không có mặt ở trong chương trình video, nhưng mà mọi người đã gặp gỡ áp áo rồi. Thì hôm nay có hai cô gái là đại diện một miền quê rất thanh bình, là đó là một nơi biên ải của nơi biên thùy của Tổ quốc. Một chị gái tên là rất là gọi là chị gái tên là Thùy Duyên đấy, và một cô gái bên này gọi là cô gái tên là Đức Hạnh đấy, mà đất của áp áo mua gọi là ở xã Đức Hạnh, xóm Dành Phà, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Mà hôm nay có duyên đúng là được gặp một cô gái tên có cả đức có cả hạnh, A Pao rất xúc động. Nếu như để A Pao sống thêm một lần nữa thì A Pao nguyện rằng là A Pao là chồng của cô gái. Một lần nữa A Pao xin phép được khép lại tại đây. Chúc cả nhà mày khỏe. Những ai chưa yêu cô gái, chưa thương cô gái, cứ hãy thương và yêu đi. Mình thương nhau, người với người sống để thương nhau, huống hồ gì em không thương anh. Anh thương anh thương em, hai mình cùng thương nhau. Mình không nên làm gì có lỗi cho nhau đúng không em? Vâng, vâng. Rồi này, cô gái thương A Pao rồi cả nhà. Thương nhau để sẵn cho trang người. Đấy rồi cả nhà, cô gái thương A Pao rồi. Một giây, chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe một giây. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hồ mè mè. Thầm mõ đèo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đa xám. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc, như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chứ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống.